Xin chào mọi người, thì hôm nay Tùng sẽ chỉ mọi người, không phải là chỉ nữa mà là sẽ là làm sơ lại cái hình mà hôm bữa Tùng mới gửi. Tùng mới gửi lên cuộc thi ảnh ở trên group I Love Brick nha. Và tìm lại tấm ảnh của Tùng đây. Ảnh của Tùng đã hiện tại là được 103 like, 103 tương tác rồi. Thì cái hình nhìn nó rối rối vậy thôi chứ thật ra là cũng dễ làm. Rồi mọi người mở Photoshop nha. Rồi thì Tùng có chụp sẵn mấy cái hình Biric rồi đây đó. Thì mình chụp đây rồi tùy cái bên đứng, cái con nhân vật đứng bên tay trái hay tay phải, thì mọi người sẽ chụp cái bâu dáng của nó sẽ quay vào bên nào đó. Rồi đây là tấm hình sau khi hoàn thành. Rồi bây giờ Tùng cắt mẫu một hình nha. Rồi mình sẽ chọn 100 để cắt cho chính xác. Xong mọi người chọn cái này đó, mọi người đồ sát vô, đừng có lấy cái trắng nhiều quá. Chú ý là chỉ lấy cái phần màu thôi nha, đừng lấy phần trắng, là vì phần trắng ở trong hình nó sẽ làm bị mình hình nó mất tự nhiên á. Nhìn là biết là hình cắt này mình làm sao cho người ta thấy là mình không cắt cẩn thận. Này một hình mình cắt cái này chắc phải mất khoảng 2 đến 3 phút thôi, không có hơn. Thật ra là nó còn cái chức năng là kéo này nè đó, nhưng mà thôi Tùng thích làm kiểu này hơn, đâu ngồi kéo đường cong nó thấy cảm giác bị lâu. Bạn nào dùng nhưng mà Tùng không quen dùng nó. Mấy cái chỗ vuông này thì mình chỉ cần canh điểm đầu với điểm cuối thôi cho nó nhanh. Còn mấy cái điểm cong thì các bạn chia đoạn ra. Đây giống như cái chân là đoạn thẳng nè, là chỉ phóng xuống đây thôi là được. Đây cũng vậy, tới đây thôi. Tới đây, rồi, bạn này cong lại. Ok, vậy sắp xong rồi đó. Còn khoảng 2-3 phút là xong. Rồi, này lên đây luôn. Tôi lấy cái tay nó. Mấy cái mờ này tốt nhất là mọi người nên lấy ở sâu phía trong, đừng có lấy luôn. Lấy luôn thì lúc mà chỉnh màu cái bóng nó đổ thì nó sẽ bị không có đẹp. Tới điểm cuối mọi người sẽ chọn thấy cái hiện cái vòng tròn mọi người click vô. Xong mọi người bấm Ctrl Enter. Rồi mọi người tiếp chữ Ctrl X thì nó sẽ cắt đúng cái hình mà mình vừa. Đây, rồi mọi người thử Ctrl X, Ctrl V để check lại coi. Đây là hình mình sẽ có được. Rồi tạo một cái file khung này cho mọi người coi. Đây. Xong mọi người save lại. Rồi, giờ Tùng sẽ mở ra cái file mà Tùng đã làm sẵn. Có nguyên tắc ở đây mọi người cứ canh là cái Ambiric nó sẽ đứng ở bên tay nào. Xong rồi mọi người xếp dáng chụp, xong rồi chụp hình. Có hình xong thì mình tiến hành mình cắt ra thôi. Tắt
Tùng làm từ cái nền luôn đó. Đó. Thì Tùng tìm một cái background này đó, rồi xong mình thêm một vài hiệu ứng đó, đây là sóng chớp nè. Thì một cái mảng sóng chớp này nó chỉ có như đây thôi. Các bạn lên Google là, hoặc là YouTube cũng được. Đó, bản Storm Effect. Rồi, bấm hình ảnh. Đây, ví dụ mình lấy ảnh này nha. Nên lấy mấy cái ảnh màu đen. Đây, sao chép hình ảnh. Vô đây bạn Ctrl C. Đây, phóng to ra là Ctrl T. Đây, thì làm sao để mất cái nền đen này, mình bấm vào đây nè, chú ring đó. Thì bây giờ chỉ còn mỗi cái này thôi. Xong rồi mình thấy mấy cái viền này á, thì mình chỉ cần lấy gương mình bôi đi là nó mất đó, nó chỉ vậy thôi. Ok, rồi đối với hình này cũng vậy, normal của nó là vậy, bấm ring sẽ ra vậy đó. Rồi thêm hình máy bay. Máy bay thì mình cắt giống như là mấy hình em bị rít lúc nãy. Về cái phần hoa này á, là tại vì thấy mình thấy máy bay nó hơi sáng màu á, hơi bị nổi, tại vì ở phía nó là background của mấy em bị rít, thì các bạn nên làm cho màu tối lại để cho nó có chiều sâu của bức ảnh. Đây. Rồi thì em Biric chính là em Iron. Thì Tùng sẽ cắt, sau khi cắt Iron Tùng đặt ở giữa, Tùng sẽ tạo cho em một lớp nền bóng phía sau. Đây các bạn thấy cái này không, nó là cái độ bóng Rub Shadow. Các bạn nhìn phần lít đôi cho chỗ này, xong rồi cắt vô phần Rub Shadow, các bạn chọn cái màu. Thì ưu tiên mình sẽ ưu tiên cái màu bóng của nó là cái chung cái màu với lại cái background của cái hình luôn. Thì đây Tùng chọn màu hồng. Rồi thì bây giờ mình cho em ấy một cái bóng to hơn nữa, thì mình sẽ cho một hình em Biric phía sau. Đây Tùng để ở đây. Rồi tạm thời mình sẽ tắt cái em Biric chính đi. Đây đó. Thì một thủ thuật mà để các bạn cắt khung hình mà có một cái hình khác nó in lên đó, là các bạn sẽ để cái phần layer hình này trên cái hình mà mình muốn nó đổ lên á, thì các bạn giữ nút Atlas, các bạn xong các bạn sẽ hiển thị thấy cái mũi tên chỉ xuống không đó, các bạn click chuột trái đấy là nó sẽ có ngay em này. Rồi các bạn cứ tăng giảm cái phần này thôi, tăng giảm phần này là sẽ thấy rõ, tăng giảm đó, nó chỉ vậy thôi. Rồi sau khi xong thì mình sẽ có hình như thế này. Với mấy em Biric khác thì mình cũng làm như vậy luôn. Đó. Em Thor này mình cũng thêm độ bóng phía sau. Đó, sau khi độ bóng xong thì nó sẽ có cái này. Rồi. Thêm em này nữa. Đó, bóng này. Rồi. Cái về phần em này thì mình muốn nó đẹp hơn, mình làm mắt á, thì phần này là Tùng dùng bút vẽ. Giống như là đây Tùng chọn phóng to để Tùng vẽ đẹp hơn. Rồi, các bạn chọn cái chỗ này để tạo một cái layer mới. Rồi, rồi. Đây chọn bút, các bạn chọn màu đỏ. Chọn đại đi. Rồi, các bạn vẽ đây. Đấy, các bạn sau khi các bạn vẽ hai mắt xong. Vậy sau khi vẽ xong thì sẽ có hình như thế này. Rồi, cái này thì cái phần sáng này thì Tùng xài effect là light. Các bạn có thể chỉnh Iron Man cũng được. Tìm trong đây nè, đây nè.
mắt thì mình cũng giống anh này, nó copy cái này ha. Thu nhỏ lại. Đây, mấy phần nút tháo của Thor cũng vậy luôn. Đấy. Cái phần sóng chớp là nó cũng là từ một mảng cũng từ một tấm hình mà lúc nãy sấm sét mà Tùng chỉ mọi người. Các bạn bấm chọn overlay cho nó sẽ đẹp hơn. Rồi. Vậy em quên rồi xin, mình cũng làm tương tự như mấy em kia. Đấy. Rồi cùng sáng đèn. Rồi cho nó màu đỏ, tại vì em quên rồi xin trong phim là like của em ấy màu đỏ. Rồi. Need for free thì cũng vậy luôn, các bạn cắt xong cho ở đây. Nói chung là mình bố cục của mình là do mình nghĩ ra, các bạn bố trí cho mấy em nó hợp lý. Rồi cho Need for free cái bóng. Rồi Iron Man này cũng có mắt luôn. Đó, mắt xanh. Thêm một cái lớp, rồi làm mình sẽ làm một cái lớp đèn bự hơn để cho cảm giác như là cái đèn ở mắt nó phát sáng ra thiệt á. Chứ nếu các bạn chỉ vẽ không á, các bạn vẽ không thì nhìn nó chỉ là một cái mảng màu xanh, nhưng mà khi các bạn vẽ cho nó lem ra ngoài á thì giống như là một cái đèn giống sáng ở em ngực của em này nè. Đây, đó, thì cái mắt em sẽ sáng hơn. Rồi tương tự với bên mắt kia. Đây, mắt của em quên màu xin cũng vậy luôn. Rồi, thì hai tay của em Iron Man 400% này thì mình sẽ làm một cái hiệu ứng. Thì các bạn cũng sợ hiệu ứng là like Iron Man luôn. Đó, giống như cái này, thành lấy được cái này ra nè. Đó. Các bạn cắt ra. Nha. Đây là chính, nó chỉ là em Black Widow cũng vậy luôn, cũng làm cho mấy bạn kia một cái bóng đó. Rồi thì cái này Tùng tính là ở dưới đây sẽ là một em Captain, nhưng mà Captain ở đây có rồi, nhưng nên là Tùng sẽ thay bằng ngôi nhà đó, ngôi nhà của Tony Stark. Thì nếu mà để không như vậy thì nhìn nó không chiều sâu, nên là Tùng sẽ đổ bóng, nhưng mà đổ bóng theo màu nền của background này luôn. Thì Tùng sẽ cho 3 lần tòa nhà. Sau đó thì mình bấm vô cái tòa nhà phía dưới, mình chọn color overlay để các bạn chọn cái màu, chọn cái màu background. Sau khi chọn xong thì nó sẽ có như vậy. Đó, nó sẽ có như vậy. Các bạn đổ lên là mình có hai bóng, làm kiểu VHS, giống như kiểu retro, nó chính xác là kiểu retro là VHS. Rồi. Đặt em hút ở đây cũng vậy luôn, cũng làm bóng luôn. Mấy em này thì không có hiệu ứng like như là Thor hoặc là Wonder Woman Iron Man, thì mình cứ làm bình thường đơn giản. Rồi em hút ai thì cũng vậy luôn, cũng cho bóng. Rồi cái phần này là cái phần đèn ở ngực của Iron Man. Rồi các bạn cho một cái sáng đèn. Đây là cái đèn của Iron Man luôn. Rồi. Đây là em. Em này tên gì quá, em tiêu ta. Em này tên là Rocket. Thì mình cũng làm một cái giống như là các em khác thôi, cũng làm xong đổ bóng. Rồi Iron Man chính. Này các bạn cũng cho đèn ở. Rồi phần dưới đây các bạn thấy trống á, thì mình nếu mình muốn liên kết nó lại thì mình cần phải một có một cái overlay gì đó để mà mình cho nó có sự kết nối với nhau. Thì đây Tùng chọn hiệu ứng lửa đây, nhưng mà lửa này chưa đủ nên là Tùng sẽ copy lần nữa và sẽ đổi chiều. Đó, đổi chiều thêm nữa, rồi nó sẽ kết nối hơn. Rồi tiếp là phần ngực của em này thì Tùng sẽ cho nó giống như là thiệt luôn, nó giống như là mấy cái này luôn. Đây là đây, các bạn vẫn làm giống vậy luôn, căng chỉnh các thứ, ghép dài. Đây là đèn của em Iron Man 100%.
Rồi cái chữ Avenger này Tùng cắt ra. Tùng cắt ra từ cái hình Tùng sợ Google. Các bạn cứ sợ logo Avenger thôi. Đấy, đây. Rồi ghi chữ Beerus Game. Chữ thì mình đây dọn dưới tay xong các bạn ghi ra. Chữ Beerus Game này như lúc nãy Tùng chỉ cái phần đổ cái màu xuống ấy. Thì cái chữ Beerus này các bạn muốn làm đẹp thì các bạn để một tấm hình lên cho nó đây. Thì đây Tùng chọn tấm hình này, đây Tùng sẽ lấy một góc đây, các bạn để cái nút nhấn Atlas và chỉ xuống đây, mình sẽ chỉ lấy mỗi cái chữ Beerus Game thôi. Đây là logo của Tùng thân thời mình đã góc rồi, chữ ký Beerus hiện này Tùng tự làm rồi, sau hoàn thành xong bức hình poster mà Tùng dự thi challenge của group I Love Beerus. Cảm ơn Ngọc Trần với lại bạn Đức Huy đã tổ chức cuộc thi. Hẹn mọi người trong một video sắp tới nha.